Đấng Pháp Ma Thế giới đã
Mô A Di Đà Phật. Kính thưa đại chúng, sáng hôm nay chúng ta tụng kinh A Di Đà. Xin mời đại chúng mở trang kinh số 100. Mở trang kinh số 100. Ra
báo rộng sâu rộng nhiệm màu trầm nhìn muôn kiến có tìm cầu con này thấy truyền trì tụng nguyện hiếu Như Lai nghi nhiệm màu nam mô đồng phương thường trụ tam bảo nam mô đồng phương thường trụ tam bảo nam mô đồng phương thường trụ tam bảo kinh Na Di Đà Phật nói ra toàn những bằng đại tỷ theo chính là hàng đá lâu chúng đều quen biết không đâu không thường có một thời ở vườn trường gia cấm cô cây của kỳ đa nước là xa về không xa bây giờ phần từ nói đã kinh này bằng tuổi cao đã dày công đứng xa lời cùng ngài mùng kiện ngài cầu hy cúng cùng liên bà đã châu lời với nam đà ca vì a nan và con quý Như Lai kêu ba đề cùng ở đây thắng đầu lự với lại ngài ca lưu kim thăng na và cầu la cùng nâu lâu đà là những bậc trên cùng chương văn thù sư lời đứng trên mọi người chính ngài hận hế đa dân đa bồ tát cũng ở đây bồ tát càng đa ha đê ngài thường tinh tâm cũng về răng đông càng bằng lân thân không còn thiếu vô thính đề cũng chịu khó theo chư thiên chẳng biết bao nhiêu tất cả đại chúng cũng đều ở đây bây giờ phần gọi thầy xa lời bảo cho rằng từ cõi ta đây đi xa thằng phía phương tây qua 14 ấn cõi thời tới nơi có thế giới tuyệt vời sung sướng có phận là vô lượng thọ văn hiền thiên văn rõ ràng vậy thầy có biết vì cơn cơ gì sao lại gọi nước kia cần sương chúng sanh trong đều thuận vui khổ đau thuyền tính tâm cho nên mới gọi cõi đời rất vui xa lại vẫn lại cõi xem đà cõi nữa kia thăm cả trong ngoài đường thì có bảy hàng cây bảy lần bao lớn toàn lá chắn bàn vàng châu báu tất cả đều bay nhiễu xung quanh nữa kia vì đấy thanh gọi là cần là sẵn sẵn vui vầy xa là phần lại đây mới là cõi nước kia có cá hồ ao toàn là thần bao quý sao nương tám công đứng dồi dào ở trong đây cũng tuyệt công chúng đánh cá dưới đều toàn chẳng vàng thôi bốn bên đường bằng hắn hỏi pha lên vàng vàng cùng loài lưu ly âm đài coi cực kỳ đẹp mắt trên lại có lầu cá quý nga cũng đem vàng bà xa cử dẫn cho má nào lưu ly mọi loài tô điểm thế trong ngoài như sen đóng nga hoa tốt là thường bánh xe cũng chỉ ngang ngang mùi hương màu nhìn xanh thân khá thường đủ bốn sáng xanh vàng đỏ đều theo màu ánh sáng hiện ra thay xa đời có đó mà nữ trang nghiêm thế đúng là trang nghiêm mà giờ công đức gãy nên đường thế lại còn đây tiếng thiên nhà vẫn vang đền đắng là vàng tố ngày đêm sau thời hoa mang đà trên trời mưa xuống chúng sanh đông ra hứng đem về tuổi này đừng lấy hoa kia hằng ngày sáng sớm đem đi cúng dường thần khâm cả 14 ấn phần bao nơi mà
phụ về ngày cơm xong vào có thánh thời đại xa lời phân thứ coi sen nào coi đừng là xiết bao tổng đừng đây mời là đùng thần trắng mà lại còn đây nữa thầy xem nữa kia có đủ thứ chim dị kỳ hình dung đẹp điều chi màu sáng bánh hà công tứ rắn sinh anh vô xá lời cùng mình ca lăng tăng cùng cùng sanh bồn ta ca chim mấy đêm ngày kêu hó ra toàn là tiếng hò như ru viên thành đồ ca khé tu ngủ căn ngủ lần bay bồ đề chi tâm đường dính như chia thần đó chúng sanh trong cõi đó nghe rồi đều là niệm phần từng thời bản tăng cung niệm không ai chịu ngừng xa lời phân thầy đừng có bằng chim ấy là tội báo sanh ra bởi vì cõi đứng Di Đà địa ngục mà đói cùng là súng sanh ba thứ sanh sanh chẳng có xa lời thầy nên đò gọi kia cái tên không thì làm gì có thần chim kia bao giờ cản chim mây muốn làm cho tiếng pháp chăng hoa nên ngài mời biến hóa ra thầy xa lời Phật xem qua đây này gọi Phật ghi so đây xa kha gió hiu hiu thôi cả hàng cây cũng là lưỡi phú trên đây vang ra nhưng tiếng thường thần không khá trăm nghìn năm nhà cung môn thần của tăng cả đến nay nghe thấy bồng tự nhiên lòng nhớ phần quá tăng liền có ngay xa lời vẫn xem đây càng đỏ gói phận kiên gây nên đứng đỡ buông phần đều do phụng đứng công quận của ngài xa lời phân lòng thầy có hiểu A Di Đà là hiểu làm sao hào quang phần sang xiết bao sao mười phương chẳng nước nào là không đến đâu thừa trắng trong nước biết A Di Đà mới thật xứng đáng thầy ra lời lại coi xem đứng Di Đà thọ vô biên vô lượng cả nhân dân sống ngang như phần kế kiếm đời tình thật khó ra thế nên tên gọi Di Đà này thầy xa lời nghe mà nghe coi đứng Di Đà lên ngôi thành phần đến nay là mười kiếm chu biên lại còn đây đưa thầy xem và kia còn có vô biên vô lượng thành văn là hắn không thể nào tình toán mà hay cả Bồ Tát cũng nhường này đây xa lời văn xem đây thế nào coi văn kia xiên bao công đứng gãy nên thành đúng thần trang nghiêm lại còn đây nữa thầy xem coi nữa cưng là gái lên đây rồi hiện thấy đều lên ngôi bằng thoái thần xâm thành cùng lại rằng đầm chi một kim nữa là cùng đồng càng số ấy khó lòng tính đa tạm lại số hẳn xa mà kề gọi rằng nhiều cho nhiều nhiều thôi xa lời phân ai nghe rồi cố nên phá quyền tới nơi kéo hoài vì ở với thuận người thần tốt vui cùng nhau xa lời vắng vai những người nhận nhiên phúc đứng rắn dày thiền căn thì mới được sinh sang được ngay xa lời thầy xem đây quý công nếu như ai có thần lòng trái đành gái tốn đều không phân vì được nghe nói ai gì Đà Phật là tên ngài liền chấm trị ngay một ngày luôn đến bấy ngày một lần chẳng đôi đứng thời thành công người ấy lúc mình cùng số tầng cả thanh cùng ngài hiện tới ngay hiện ra trường mắng cho coi lòng người ấy lúc
Ngài nước Như Lai. Nói cho thầy biết đi, thầy sẽ suy, nếu có ai được nghe ta nói nên cố cầu sanh cõi Phật kia này, thầy xa lời lắng nghe nấy, ta khen ngợi Đức Di Đà rồi công đức Phật muôn đời công kẻ phương đông. Ngài A Bệ Như Lai Tu Di Tướng Đại Tu Di Tu Di Quang Phật cùng Ngài Diệu Âm Phật Như Thế Kề Bằng Sao Xí Ca Sông Ăn Thi Thần Đúng Thay Ca Ngài Ở Nước Ca Ngài Hiền Ra Tương Lười Rộng Dài Phụ Che Ba Nghìn Coi Không Hề Trung Thiếu. Nói đúng lời khuyên bảo chúng sanh quyến nên mụn và tinh khinh sẽ bao công đức. Chư Phật nêu ổ đi tưởng nhớ xa lời này, còn ở phương Nam có Đức Phật Nhật Nguyện Tăng Danh Văn Quang Đại Diện Kiên hai Ngài Tu Di Đăng Như Lai Tịnh Tiên Đừng của Ngài cũng đến kề sao Phật như thế số rắn nhiều càng sông hằng mây bay nhiều cả ngày càng ở lương cả ngày hiện ra tướng lười rộng dài phủ che ba nghìn cõi không hề trùng thiếu. Nói đúng lời khuyên bảo chúng sanh quyến nên xiển bao công đức gây thành cõi kia chư Phật đều hộ trì được nhờ xa lời này. Còn ở phương Tây có vô lượng thọ Như Lai Phật vô lượng tướng cùng Ngài Đại Quang Báo tướng vô lượng trang hải vì tịnh quang cùng chia kể Như Lai ca Ngài ở lương ca Ngài hiện ra tướng lời lầm nhờ phù che ba nghìn cõi không hề chúng thiếu. Nói đúng lời khuyên bảo chúng sanh quyên nên một và tinh kinh xiết bao công đức gây thành cõi kia chư Phật đều xa lời này. Còn ở bắc phương diện kiến năng trời hiện đang tối thắng âm phần cũng thường ở đây nhận sân vong minh đầy đủ cả hằng hạ xa có tà đường thấy cả ngày nương càng ngày hiện ra tướng lười rộng dài phủ che ba nghìn cõi không hề trùng thiếu. Nói đúng lời khuyên bảo chúng sanh khuyên nên mồm giả tinh xiển bao công đức gây thành cõi kia chư Phật đều hộ trì được nhờ xá lời này. Còn ở hạ phương có Ngài Sư Từ Dân Văn Danh Qua Đà Ma Pháp Tràng Như Lai Đi Pháp Phật ca Ngài như thế cả sông ăn sanh tí nhiều thay cả Ngài ở nước cả Ngài hiện ra tướng lười rộng dài phủ che ba nghìn cõi không hề chúng thiếu. Nói đúng lời khuyên bảo chúng sanh xiển bao công đức gây thành cõi kia chư Phật đều hộ trì tướng nhớ xa lời thầy. Còn ở thượng vương phần phạm âm phần tu vương phần hướng thượng với hương quan hai ngày đại diện kiên cùng ngày tam sắc bao hoa nghiêm thăng hoàng Như Lai xa la thọ vương Như Lai kiên nhân thiết nghĩa cùng ngày bảo hoa tu di sơn phật đà Như Thế cả sông hằng sanh tí không sai căn ở lương ca ngài hiện ra tướng lười rồng dài phụ che ba nghìn cõi không hề trùng theo. Nói đúng lời khuyên bảo chúng sanh khuyên nghe là một và tinh xin bao công đứng cây thần cõi kia chư Phật đều hộ trì tưởng nhớ xa lời lòng thầy có nghĩ ra sao kinh này lại gọi là hệ thấy chư Phật xa lời.
Đại Văn là chúng hế thầy gái trai lành nghe thấy là mấy người nghe chịu tin kinh này cũng tên chư Phật đến ngày tụng luôn. Nhưng người ấy vẫn còn sợ sệt chư Phật đều dùng sân hết cho còn ngôi thứ cũng chẳng lo tới nơi thành Phật dễ hộ ai hơn xa. Lời Phật chớ còn lưỡng lự đều nên tin lời của ta đây với lời chư Phật cho hay xem như đã có ai phát nguyện giờ hãy sau nguyện nên coi ngay những người này đều tới không lui ngồi thành Phật chứng hắn hỏi. Nay về sau cũng không phải thiếu thế nên ta khuyên bảo cho hay trai lành gái tốt những ai nếu tin nên phá quyền ngay đời vì quyền sanh ra nửa kia gần xuân xa lời thầy nên tường đó coi này ta khen cá quặn rồi đăng nhiều công đức khó hay nghĩ bằng chư bằng là khen ta có ăn công đức này thật khó nghĩ bằng nói rằng việc đăng khó làm Thích Ca bằng thân không ngần ngại chi cõi nước cưng kỳ cô sở đời bằng nhờ sáu đủ cả năm kia cùng nghĩ kiến dùng làm chúng sanh phiền nào. Cõi này tu mà thành phần thương chúng sanh nói pháp nhiệm màu thế gian đều có tin sâu xa đời nên biết ta đâu ngại gì ở đời sau ngầu ngầu năm thức làm việc này thằng khó lắm thay đau bồ đề đường chứng ngay lại vì cầm cá trong ngồi thế gian nói pháp này người tin thần khó là một điều. Kinh này vẫn nói xong rồi xa lời Phật với các thầy tỳ kheo tăng cả có bao nhiêu thính giả trời người cũng cả thấy tu là được nghe lời Phật nói ra vui mừng tin giữ lễ mà bước đi mà mời mở mắt chẳng như bồn án linh quang chiếu soi năm quân đều không có gì bạc nhà tuệ soi đi cầm chốn dân mời cô bốn tai nạn xa lời tâm chớ nghi nàng sáng khi nào ca cái không đâu mà cái không nọ nào xa cái sẵn sẵn là không không sẵn như nhau thọ thương hẳn thân ra đâu chẳng không sẽ cùng hộ màu thế tôi này xa đời. Nhưng pháp không sẽ lại thật là chẳng sanh chẳng những đó mà sanh trở nên bớ cũng là chẳng không hay vậy phải sẽ thông mọi lẽ như không chẳng về gì đâu thọ thương anh thân sanh lâu nhãn nhị thì thiều còn đâu nương nhờ thân nghĩ cũng ngẩn ngờ như lùng đăng ký cũng kề là không đà không nhãn giới xuống không nên đi thân giới cũng không thấy gì vô bố mình nương chi mà có bồn tánh không soi còn đâu già chế thông theo quay đầy cô thân diệt nào không tay đi còn không có đắng này đường đâu không sợ đắng là câu chuyện nhiều bồ tát xưa kéo liều đường tu chân công bồn đánh như nhờ tuệ bằng nhá thằng ngư soi lầu cầm ngăn ngài mong tướng không tâm chẳng đáo điên chẳng như bồn tánh thiên nhiên đi bàn gọi ấy chứng nên đạo màu tan thế phòng ngồi cao chứng hòa thầy đều nhờ ban nhà tu nên ban nhà này rất thiên liên
Đại Thần Thù Đà. Mình sáng chói chú vô thường vòi vòi cao xa vô đằng đằng chú ấy mà gồm đủ thần lưng thần là tối linh nhưng khổ não thêm thêm trừ hẹn lời nói chân thần chẳng hoa bày nên ban nhà thuyền quá này câu thân chú niệm đã như vậy yên đế yên Ba La Tăng Yên Đế Bồ Đề Ta Ba Ha Yên Đế Ba La Yên Đế Ba La Tăng Yên Đế Bồ Đề Ta Ba Ha Yên Đế Ba La Yên Đế Bồ Đề Ta Ba Ha Nam Mô A Di Đà Bà Già Đà Tha Già Đà Già Đà Điên Già Tha Nam mô A
Nam mô A Di Đà Phật. 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 Nam mô dẫn đường
quang bừng chật. Cả công Bồ Tát bây giờ đứng trong rứa con thần đã nên đông nội trong dậy phung thấy đồng về tay xem trong coi phần tổn thật. Hoa sen đùa ná tính này sanh trần hồi này thấy phần chân thân được nghe pháp nhiệm tâm thật. Sáng trừng quyền tu độ chúng phạm dân đủ lời thề niệm phần ân đậm dày phần thề chân thân không sai cầu về tình độ ai ai tính lòng cầu về tình độ một nhà hoa sen chính vẫn là cha mẹ mình hoa nở đôi mi tăng lên cả công Bồ Tát bàn lại tụng kinh con đứng vô biên sinh đem hồi hướng mọi miệng gần xa chúng sanh phàm giới bao la đều về cùng là Di Đà Thầy tiếng nguyện nguyện cái đi tuệ vô biên sáng ơi nguyện từ tội chướng bao đời hành theo Bồ Tát đời đời vì tha nguyện sanh tịnh độ Di Đà hoa sen dính phần là cha mẹ mình hóa khai ngộ phá vô sanh cùng chư Bồ Tát vạn lần với ta nguyện đem công đức tạo ra hướng về căn cá gần xa hướng nhờ con cùng muôn lòng thân xa đều thành phần đạo đến an vui. Từ A Di Đà Phật xin nguyện chúng sanh thề theo đạo Đà Phật lòng vô thượng. Oh.